Từ đầu năm đến nay, nông sản của huyện Yên Châu đã tiêu thụ tốt trên cả 3 thị trường trong tỉnh, trong nước và xuất khẩu. Giá trị nông sản ước đạt trên 362,9 tỷ đồng. Huyện Yên Châu đã tăng cường các hoạt động xúc tiến quảng bá sản phẩm nông sản Yên Châu ra thị trường trong nước và nước ngoài, phối hợp với Sở Công thương kết nối cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hội kinh doanh trên địa bàn huyện tham gia quảng bá, tiêu thụ sản phẩm mận, xoài trên các sàn giao dịch điện tử nền tảng số kết nối với các cơ quan đơn vị, các tổ chức cá nhân thực hiện xuất khẩu hàng hóa, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại do tỉnh tổ chức. Từ đầu năm đến nay, huyện Điện Châu đã tiêu thụ xuất khẩu sản phẩm quả tươi và sản phẩm nông sản chế biến ước đạt hơn 21.000 tấn, giá trị ước đạt trên 362,9 tỷ đồng, trong đó sản phẩm quả tươi tiêu thụ xuất khẩu ước đạt 20.770 tấn, giá trị sản phẩm tiêu thụ ước đạt trên 347 tỷ đồng chủ yếu là sản phẩm mận, xoài, chuối, dâu tây. Sản phẩm chế biến ước đạt 250,7 tấn, giá trị đạt 15,35 tỷ đồng, chủ yếu là sản phẩm chè, chuối sấy dẻo, chuối sấy giòn, rượu chuối, mận sấy dẻo và tỏi đen. Hiện nay, bà con nông dân huyện Yên Châu đang tích cực thu hoạch sản phẩm xoài, mận và chăm sóc tốt cho diện tích nhãn hiện có để đem lại năng suất, sản lượng nhãn tiêu thụ trên thị trường. Từ nay đến cuối năm huyện yên châu tiếp tục quan tâm phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quảng bá xúc tiến giúp các hợp tác xã hộ nông dân tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa hàng nông sản phối hợp thực hiện liên kết vùng kết nối giao thương cung cấp thông tin thị trường giúp người dân tiêu thụ nông sản ra thị trường trong và ngoài nước